Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 8 và quý phụ huynh. Như vậy thì trong clip trước thì thầy đã quay xong cho em một cái bài 2 tiết 2. Thầy đã giải cho em từ bài số 1 tới bài số 4 rồi đúng không nào? Trong clip hôm nay thầy sẽ quay tiếp cho em bài số 5 cho tới bài số 8 em nha. Ta sẽ đi sang ở bài số 5. Người ta hỏi em cái gì đây nè? Trong những điểm sau thì điểm nào là thuộc cái đồ thị hàm số? Ở đây là y bằng 4x. Như vậy thì để kiểm tra từ điểm M hay điểm N hay điểm B mà điểm nào là thuộc á thì thầy sẽ có phương pháp như sau em. Các em nhìn này, thầy bày một đầu tiên ở đây là điểm M âm 4 này, xem từ điểm này nó có thuộc hay không. Nghe thầy nói về phương pháp này. Đầu tiên chúng ta sẽ lấy cái hoành của XM này. Đây chính là X đô. XM chúng ta thế chỗ đây. Chúng ta thế vào chỗ đây. Nếu kết quả chúng ta tính ra ấy, mà nó ra được là âm 4, nó giống vào chỗ đây, thì điểm M này nó sẽ thuộc. Nhưng khi x này chúng ta thế vào đây, mà nếu như mà ra kết quả mà là một số nào đó mà nó khác với âm 4 này, dụ ra số 1 chẳng hạn đây, thì thầy kết luận M này không thuộc. Em hiểu chưa? Ok. Như vậy bây giờ thầy sẽ tính là f. Ở đây chúng ta đặt nó là fx đúng không? Thì đây chúng ta tính f của âm 1, thì chúng ta lấy 4 nhân cho âm 1 ở đây thì bằng âm 4. Như vậy ở đây âm 4, âm 4 mà em thấy ở đây nó cũng là âm 4, thì chứng tỏ nó giống nhau không? Giống nhau. Chứng tỏ là cái này thuộc không? Thuộc. Thuộc này. Em hiểu chưa? Tương tự như vậy ở đây chúng ta kiểm tra cái điểm N. Như vậy chúng ta tính ở đây là F1. Ta thế chỗ đây. Chỗ nào có x ta thế về số 1. Em lấy 4 nhân 1. Nếu như nó ra bằng 4 á. Ở đây nó ra bằng bao nhiêu? Bằng 4. Mà chỗ này nó là âm 4. Em thấy không? Nếu chỗ này không có dấu trừ, nó là số 4, thì điểm N này nó sẽ thuộc. Nhưng ở đây là âm 4, mà đây là 4, như vậy nên là khác với âm 4. Chứng tỏ là không thuộc. Không thuộc. Em hiểu không? Bây giờ chúng ta kiểm tra ở chỗ đây. Cứ chúng ta thế x, và chúng ta lấy y làm đối chứng. Thế hoành độ vào, và chúng ta sẽ lấy tung độ để làm đối chứng. Nếu như tung độ mà nó bằng đúng với tung độ của cái điểm đó ha, thì khi đó nó sẽ thuộc. Mà nó không bằng thì nó sẽ không thuộc. Vậy thôi. Như vậy ở đây là f của 1 phần 4. Ta lấy 4 nhân ở đây cho 1 phần 4 thì kết quả ở đây bằng mấy? Bằng 1. Em thấy giống với số 1 đây không? Giống. Chứng tỏ B thuộc hay không thuộc? Thuộc. Hiểu chưa? Cách đáp của chúng ta là như vậy. Ok. Hiểu không? Như vậy thì ở đây á, nếu như mà một cái dạng tổng quát nha, ví dụ thầy cho nè, cho dạng tổng quát là y ở đây bằng ax cộng b, hoặc là một cái hàm số bậc nhất nào đó để kiểm tra một cái điểm a đó có tọa độ x y, thì đầu tiên ở đây chúng ta đặt của nó ở đây là fx ha. Nếu ở đây chúng ta thế fx vào, thế lấy x đây này, thế là chỗ đây mà ra kết quả được, mà ra y ở đây mà nó giống y ở đây á, thì chúng ta kết luận a này sẽ thuộc. Còn ở đây nó ra một cái số khác y ở đây, thì chúng ta kết luận a này sẽ không thuộc. Hiểu chưa? Ok. Thì đây về cách trình bày thì thầy cũng đã in sẵn cho các em này nha. M với B thuộc, còn điểm N thì không thuộc. Rồi chúng ta sẽ đi sang bài số 6 em nha. Bài số 6. Một cái dạng nó có một cái phương pháp để làm em, để kết luận nha. Ta đi sang bài số 6 em. Ở đây người ta yêu cầu như đây: cho y là hàm số của biến x, giá trị tương ứng của x y được cho trong bảng sau. Câu A là vẽ cái hệ trục tọa độ OY và xác định các điểm biểu diễn của các cặp giá trị x y tương ứng trong bảng trên. Thì ở đây chúng ta đã có cái cặp điểm này đúng không nào? Thì bây giờ chúng ta chỉ việc vẽ thôi. Như vậy ở đây câu A này, thì cái đồ thị hàm số thì nó sẽ là các cái cặp điểm này. Em ghi đây là đồ thị hàm số là tập hợp các cái điểm có tọa độ. Ở đây cụ thể đó chính là âm 2, âm 6 này, âm 1, âm 3, 0, 0, đúng không?
không không nó chính là góc tọa độ đấy, 13 và đây là 26. Vâng, thì bây giờ chúng ta dùng thước chúng ta vẽ thôi. Ở đây các em để ý này, ở dưới là âm 6, ở trên là 6 này, phải không? Như vậy thì cái vỉ trục tung nhớ là nó cũng phải cao một xíu nè. Đó, như vậy đó. Cái này vuông góc qua. Như vậy đây là Y, 0, đây là X. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ xem này. X bằng âm 2, Y bằng âm 6, X bằng âm 2, đây. Âm 1, đúng không? Âm 2, âm 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, âm 6 đây. Được chưa nào? Như vậy thì từ đây chúng ta vỉ ngang qua. Đây, vuông góc này. Nhớ là trên vở của các em á, nó có cái ô ly sẵn các em, chia rất là dễ luôn. Tờ giấy A4 này thì chia nhiều lúc không có đo đạt các kiểu thì rất là dễ bị lệch. Tiếp tục, âm 1, âm 3. Đây, âm 1 nè. Âm 3 đây, âm 1, âm 2, âm 3. Từ đây chúng ta giống qua đây. Đây em. 0, 0, 0, 0 là điểm 0 đây. Rồi bây giờ 1, 3, 2, 6. 1, 3, 2, 6 đúng không? 1, 2, ở đây 3, ở đây 2, đúng không? 1, ở đây là 1, 3, 1, 2, 3. Đây nghe. Máy này đối xứng với nhau qua cái tâm, cái góc tọa độ O này. Chắc chắn là nó phải nằm trong đường thẳng đúng không nè. 2, 6, 2 đây, 6, 3, 4, 5, 6, ok. Đó. Thấy chưa? Rồi. Như vậy thì các cái điểm này để vỉ này là nó sẽ nằm ở đâu các em? Nó sẽ nằm trên một đường thẳng này. Đấy. Ok. Xem thấy chưa? Như vậy câu B em có nhận xét gì? Câu B là cái ghi là nhận xét là các cái điểm trên đều nằm trên một đường thẳng nha. Thì cái đường thẳng này đã chính là cái đồ thị của nó kìa. Bài số 6 á. Hiểu chưa? Thầy vẽ những cái phần vẽ này thì bắt buộc thầy phải làm ra để các em thấy. Chúng ta có thể đặt các cái điểm nó là A, B, C, D gì đó để tùy, còn các em không đặt cũng được. Ta sẽ đi sang bài số 7 em. Bài số 7. Ta có bài số 7 này. Ta hỏi này. Số nguyện vỡ X đã mua và số tiền Y 1000 đồng phải trả của ba bạn Hùng. Của ba bạn Hùng, Dũng, Mạnh được biểu diễn lần lượt bởi ba điểm H, D, M trong một khoảng tọa độ Y như ở hình 11. Đây hình 11 đây. Đó, ở đây tương ứng là X. X ở đây là gì nè, để chúng ta đọc lại này. Em có nhìn số nguyện vỡ X. Đây là số nguyện vỡ X. Như vậy X ở đây là bằng 2 thì tương ứng ở đây là 6.000 đồng. Nghĩa là cứ 2 quyển là 6.000 đồng. Các em hiểu không? Nghĩa là ở đây là 2 quyển này thì tương ứng ở đây là 6.000, nghĩa là 6k. Thì 3 quyển ở đây thì tương ứng ở đây là 8 thì chắc chắn đây sẽ là 9 đúng không? 3 quyển sẽ là 9k. Và 4 quyển, đây 4 quyển này sẽ tương ứng là 12k. Chứng tỏ suy ra 1 quyển là bao nhiêu k? 1 quyển sẽ bằng 6 chia 2 là bằng 3k nè. Hiểu không? Đấy, 1 quyển sẽ bằng 3k. Như vậy thì ở đây người ta yêu cầu em là tìm tọa độ của điểm H, điểm D và điểm M. Quá dễ anh em không? Tìm tọa độ điểm H, điểm D, điểm M. Ví dụ điểm M ở đây, các
Em thấy hoàn độ là x là bằng 2 và y là bằng 6 nè. Như vậy m của chúng ta ở đây là gì? Em 2 6 này. Cái điểm h của chúng ta ở đây là mấy? Đây là 3 9 đúng không? Và điểm d của chúng ta là 4 12 này. Rồi xong. Hỏi ai mua nhiều quyển vở nhất? Đó chính là bạn nào? Đây. Đây tương ứng là Hùng Dũng Mạnh, đó chính là bạn Mạnh. À, đúng rồi. Ở đây là người ta nói là số tiền vỡ, số quyển vỡ x đã mua và số tiền y 1000 đồng phải trả của ba bạn Hùng Dũng Mạnh được biểu diễn lần lượt bởi 3 điểm. Như vậy h ở đây là Hùng, đây là tương ứng là Dũng, đây tương ứng là Mạnh. Như vậy chứng tỏ đây là bạn Dũng nè. Chữ D này là bạn Dũng nha. Người ta hỏi các em là hỏi ai mua nhiều quyển vở nhất thì đây chính là Dũng. Đúng em? Đúng không? Tương ứng là 4 quyển. Ở đây chúng ta trả lời vô là bạn đây, bạn Dũng nè. À, bạn Dũng câu B nè. Câu A như vậy được chưa? Câu A đây. Câu A ta ghi như vô đây, câu B thì em ghi là bạn Dũng mua được Hùng Dũng Mạnh được lần lượt Hùng này, Dũng này, Mạnh này, thì trong đây cái từ Dũng ở đây là cao nhất này, như vậy bạn Dũng được mua được nhiều quyển vở nhắc à, cụ thể đây là mấy quyển, là bốn quyển này. Hiểu chưa? Bốn quyển, tại vì ví dụ ở đây là bạn Mạnh là 2 quyển này, bạn Hùng 3 quyển và bạn Dũng 4 quyển, thì ở đây người ta hỏi ai mua nhiều quyển vở nhất thì đó chính là bạn Dũng. Rồi ta sẽ đi sang câu cuối cùng, câu số 8 em nha. Ok, như đây em, câu số 8. Mai trong coi một cửa hàng bán kem, em nhận thấy có mối quan hệ giữa số que kem S bán ra mỗi ngày và nhiệt độ cao nhất T mỗi ngày đó. Mai ghi lại các giá trị tương ứng sau. T này 18, tương ứng S đây là 36. Vĩ đồ thị của hàm số S theo biến số T nha. Đấy, vĩ đồ thị của hàm số S theo biến số T. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy là cái đồ thị là các cái cặp, các cặp điểm ở đây là cặp thứ nhất này, cặp thứ hai, cặp thứ ba, cặp thứ tư. Như vậy đây chính là thằng này tương ứng là x này, thằng này tương ứng là y này. Các em hiểu nào? Như vậy thằng T này đây chính là trục hoành này, S này chính là trục tung. Và các cặp điểm của chúng ta ở đây chúng ta ghi là cái đồ thị, đồ thị hàm số là tập hợp các cái điểm có tọa độ. Cặp đầu tiên đó chính là 18, 36 này. Cặp thứ hai là 20, 40 này. Cặp thứ ba là 21, 42 này. Cặp thứ tư là 25, 50 này. Cặp thứ ba là 28, 56. Và cặp thứ tư là 30, 60. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vẽ thôi. Đây. Tại vì tất cả ở đây nó đều dương nên tốt nhất chúng ta sẽ vẽ cái cột ở cái phần tư á, là nó dài hơn xíu. Đây anh em này. Hiểu không? Tại vì nó chủ yếu nằm ở đây nè. Tất cả đều âm, x và y nó đều dương hết mà nghe. Em hiểu không? Trong quá trình vẽ chúng ta phải linh hoạt như vậy. Đây là x. À, ở đây chúng ta ghi đây là S, còn đây là T chứ. Quen với XY ha. Như vậy ở đây là 18, 36. Như vậy ở đây chúng ta không thể nào mà chia 1, 2, 3, 4 được. Tại vì em thấy lớn nhất ở đây là 60, là trục tung. Còn trục hoành là 30. Thì chứng tỏ ở đây chúng ta nên chia là 10 ha. 10 này, 20 này, 30 này,
và đây là 40 này. Tương tự như vậy, đây là 10 này, 20 này, 30 này, 40 này, 50 và 60. Ở đây bắt đầu từ đây là từ 10. Vâng. Như vậy đây là 18 36, 18 thì đây là 20, thì 18 thì nằm gần ở đây. 36 36 thì nằm giữa 30 40. Ở đây là 35 thì 36 nằm chệch vào đây. Đây chính là 36 này. Hiểu chưa? Chứ không phải chúng ta chia 1 2 3 4 thì không được. Đó. Đây một điểm này. Tiếp 20 40 x bằng 20 đây. Ấy thầy nhầm giờ đây rồi. X bằng 18 anh em. Chết thầy rồi, 18 là đây. Bỏ cho đây đây, bỏ đây nha, x bằng 18 cho đây em ơi. X bằng 18. 36 36 20 30 40 đây 30 này. Đây 40 thì 36 nằm chỗ đây. Bỏ chỗ đây thầy nha, bỏ chỗ đây. Chắc cũng bị cái khác đây. Bị cái khác cái phòng mà ghi ở đây thì chúng ta sẽ lại nha. Do lỗi của thầy, để ý. Làm nhầm chỗ đấy một xíu. Bị lại. Ở đây là S. Ở đây là T, đây là O. Đó nè. Như vậy thì ở đây là 10. 20. 30. 40. 10. 20. 30. 40. 50 và đây là 60. Được chưa? Cặp đầu tiên là 18 36, 18 ở đây. Đây là 18. 10 20 30 và đây là 30 đây 40 thì 36 nó nằm chính giữa đây. Ở trong vở chúng ta thì chúng ta có thể chia nó rất là chính xác, chứ còn ở trong giá 4 thầy đây thì nhiều lúc là nó không được chính xác lắm. Rồi. Mình tính chất ước lượng thôi, 20 40. 20 40 đúng không? Đây. Này. 21 42, 21 ở đây, nhỏ xíu đây anh em này. 42 ở chỗ đây. Đấy này thì nó không có khó mà điều nó lâu thôi em. Nó tỉ mỉ mà nó lâu chứ mấy này là không có khó. Em hiểu không? Đấy. Này, nó nằm trong đường thẳng thấy chưa? 25 50. 20 25 nằm chỗ đây chính giữa hai 25 50 này, 25 này. 50 ở đây là 40, ở đây 50. 50 đây. Đây 28 28 56 28 nằm ở đây, 56 thì nó nằm ở trên đây. Đây em 56 ok đó. Còn cuối cùng là 30, 30 đây, 60 đây. Đây, 60 đây, cuối cùng xong. Đó, đây. Thì đồ thị nó là nó nằm ở trên cái đường thẳng này, do đây nó li ti nên là nhiều lúc vẽ nó không được chính xác nha. Đấy, cái đồ thị hình số nó đó. Đấy đó, được chưa? Nhưng mà thì clip hôm nay tới đây là kết thúc của em nha. Trong clip tiếp theo thầy sẽ quay tiếp cho các em ở cái bài số 3. Chúc em học tốt cái bài nha. Ok. Rồi, xin chào các em. Các em ủng hộ cái kênh của thầy Quang cho thầy nha. Và đây là cái clip nấu ăn của cô Ngọ. Ok.
đẹp luôn.